Và như vậy là các game thủ chúng ta đã vươn lên dẫn trước 2-0 trong trận đấu thứ hai, và khả năng cao sẽ là x0 trong trận đấu này luôn. Và chạy luôn rồi. Cho Son đang đi hô xèn. Và cho Son trong tay Văn Hưởng ở đầu cánh. Như vậy bên bạn có AC. Có cái gì đó nữa. Vâng, Roman trong tay của Ronan Tễu luôn. Rồi. Roman này. Kamachi trong trận đấu này là người cầm AC. Mèo mèo, anh mèo già cầm Max C. Và game thủ 9 x công là người cầm Cho Son. Cân với Cho Son bên mình. Mạnh Hào được cầm Egypt, không phải Greg Cho Son nữa rồi. Thành Lắc là người cầm Hit. Ái da. Vâng, Văn Hưởng là người cầm Cho Son. Và game thủ Hello Chip Boy là người cầm Sumerian trong trận đấu này. Như vậy là bên mình quân tôi đánh giá lợi thế hơn chút xíu. Vâng, Egypt hit Cho Son xăm. Bên kia là Cho Son Max AC Rome. Thế 3 chém 1 cung cho đội bạn. Bên mình thì khả năng cao là thế 2 cung 2 chém. Cho Son ở đầu cánh dành cho game thủ Văn Hưởng. Máy máy của game thủ Thành Lắc là người cầm Hitty tụt sâu trên góc 12 giờ. Chủ lực cứng trong trận thiếu này. Vâng, Hitty ở trong cánh. Đây là máy máy của game thủ Mạnh Hào, người cầm Egypt ở trong cánh nữa. Như vậy là Egypt hit trong cánh, xăm Cho Son đẩy ra cái đầu cánh. Khá ổn. Để thì sắp xếp dành cho game thủ Team KTV trong trận thiếu thứ 3 trong trận đấu thứ 2. Bảy hiệu đầu đang được về nhà chính dành cho game thủ Mạnh Hào. Bảy hiệu đầu có 5 con. Và đây là máy máy của game thủ Hello Chip Boy, người cầm Sumerian trong trận thiếu này. Hai dân được tách đi dò rất sớm nhưng Chip Boy thì chưa thấy đồ lùa về. Gỗ đầu rất xa. Bắt taxi đi chặt gỗ luôn. Ảnh hưởng khá nhiều đến công tác em đời của Chip Boy đấy. Và gặp sư tử như đây là dân Summer em ơi. Và riêng cái thể loại gì như sư tử mà cắn Chip Boy thì nó nhè răng ra nó cắn chết cả đôi con sư tử chứ không phải là một. Và có quả phụ luôn thì Chip Boy. Rất tốt. Vâng, như vậy là các bạn vui lòng chờ mình trong giây lát. Lại bị gọi điện. Vâng, chúng ta cùng trở lại với trận thiếu này. Như vậy là vừa rồi có một vâng, bạn gọi điện cho tôi đòi xin số lô đề ngày hôm nay. Vâng, chốt lô. Vâng, bảo 6:30 anh gặp em được không? Được. 22/24. Summerian của game thủ Hello Chip Boy bài 2 quả phụ. Nhưng mà đồ lùa về thì hơi tù. Hình như không có thì phải. Có đồ lùa về không nhỉ? Không có đồ lùa về, sorry các bạn. Không tập trung thì có bình luận vừa rồi do nghe điện thoại. Bây giờ hãy cùng đến với cái bên kia. Cho Son của game thủ Văn Hưởng đi. Cho Son giải đấu mà một vòi bảy hiệu đầu bãi quả phụ. 25 dân và đã kích đời. Chết một dân trận này à? Như vậy là không chết dân. Kích đời trong 7. Tốt. Hai quả phụ à? Một quả phụ à? Ép đời bao nhiêu thế ạ? Đủ không? Vậy là Văn Hưởng ép đời với còn 7 hiệu nữa. 2 hiệu 2 quả cộng 1 vòi. Lực khỏe nhưng phải tăng thêm dân ăn gỗ. Và như vậy Chip Boy nhớ map. Báo về là khóc cầm màu 7 trước kia. Và đây sẽ là 7 hiệu ăn đại chip S nhân đôi, ăn cả vàng và cả hiệu. Phi này sợ không đóng được S mất. À như vậy là vẫn đóng đẹp. Tinh tế đấy. Được. Và 7 cái S rất tinh tế dành cho game thủ Văn Hưởng của chúng ta. Và cho Son đầu cánh. Điểm đầu chúng ta sẽ xem những nhà chém và điểm sau chúng ta sẽ xem những nhà cung. Ăn hưởng 25 dân kích đời trong 7. Tăng rất nhiều dân ăn gỗ để có thể ép đời khi mà gần lên đời xong rồi. Mạnh Hào báo về bài cầm Egypt lên đời muộn. Bài này thì thiếu gỗ một chút xíu thôi. Rồi, nhưng mà thực cũng đang thiếu. Đây là BL.
Vâng, đóng xong BM cũng sẽ kích được đời luôn. Rồi, đây là BM dành cho game thủ Văn Hưởng. Vậy rất nhanh. Kích. Vâng, 10-35 với 25 nông dân của Cho Son. Bỏ bớt dân gỗ ra để lát nữa còn đây ăn va. Xin dò rồi. Cắt bớt dần để có thể khai thác vàng dành cho game thủ Văn Hưởng trong trận đấu này. Nâng công cho ngựa dò, tham lai. Đội bạn thì màu 3 không lên đời nhá, 9 đi công cho Son. 9 đi công không lên đời trong trận đấu này. Trong vài đấu cầm cho Son cẩn thận sư tử vô dần. Đẩy dò đi luôn. Ai là cái đầu cánh của game thủ Văn Hưởng trong trận đấu này, đã cùng chờ đợi. Dò công giáp đầy đủ. Đây là màu 4. Ơi, phi con sư tử này thì phải lôi nó xa ra. Rồi phi đi. Vâng, đánh cung đến từ game thủ Sasuke, tức Kamachi. Và màu 4 là người cầm AC Rian ở đầu cánh trong trận đấu này. Và L2 luôn dành cho Văn Hưởng. Khá ổn. Bãi vàng đã kín. Và đóng luôn L2. Chưa được, chưa đi được. Đang vào chơi màu 2 luôn nhá, mèo mèo nhá. Đang vào chơi nhà dân L, tí chém ra mới vào nhà màu 4 được. Maxe nhá. Vâng, như vậy là cho Son dâng lên kia. Cho Son lên đời muộn lắm anh Hào ạ. Cho Son yếu mà. Đấy rồi, ăn được 5 dân của người cầm Maxe nhá. Ở nhà đã bị Maxe chém vào phá vẩy e đến từ... Không, hở, đèn. Vâng, và đang chọc được khá nhiều dân đến từ cầm Maxe chạy dò đi. Không, chết dò. Và cũng bắt được dò mèo không? Không bắt được dò anh mèo. Anh mèo vẫn đang rất cơ hội cái tình huống này. Không được rồi. Chúng vậy e xin đến từ Văn Thường. Chú ý giữ dân, hai chém đẩy thẳng vào nhà màu 4. Ôm cả dân lên rồi kìa. Vâng, kích bánh xe cho Văn Hưởng. Hai chém. Mình nghĩ tầm này mà bốn đã khung nhà. Đi vòng ra mặt sau, vòng ra mặt sau vãi gỗ kìa. Vâng, tháp lai ở 23 trên 36 thôi. Con giò Maxe của anh mèo vẫn đang rất khó chịu ở đây. Đang chọc dân của Văn Hưởng. Đau đấy nha. Tầm này đi vòng ra vãi gỗ của game thủ Kamachi lớp được không? Con dân ngào đà. Vâng, lắc điên cuồng. Sau tầm này là yếu thực này. Tách một chém vào bãi hoàng người cầm Maxe và một chém lao vào bãi gỗ cầm một bạn bò nhỏ luôn. Quá thính đến từ game thủ Kamachi lớp. Một cái nữa để kín bãi gỗ. Rồi ok, bánh xe đơn kích và chuẩn bị lên xong. Ăn thêm được hai dân nữa đến từ cầm Maxe. Liệu có lọt vào nhà bộ 4 trong tuần này, chúng ta cùng chờ đợi. Khó. Ôi đội bạn vừa mới đem ra kìa. Ok, không được. Bộ 4 cung nhà nhá anh Hào ơi. Bộ 4 đẩy quân đi đấy. Chúng ta hãy cùng chuyển sang cái bên kia mà cái game thủ Hello chip boy. Tháp line của em đang là 32 trên 60. Vâng, như vậy là Hitty đang đẩy luôn. Sau đó bên kia thì Mạnh Hào đang bị đôi bạn chém vào. Cần gỗ à? Hay là cần gỗ à? Tưởng cần gỗ thì chip boy đang nhiều gỗ. Ra bài ruộng rồi. Đây là màn máy của Zoranteo. Chúng ta hãy đến với màn máy Thành Lắc thì Thành Lắc đã đẩy quân đi. Thành Lắc tham lai là 44 trên 60. Mạnh Hào thông tin báo về đang bị vào hết rồi. Tôn tiếp theo nở ra sang thủ cho anh Hào nhá. Và như vậy là đang sang đến từ game thủ Thành Lắc rồi. Máy máy của game thủ Mạnh Hào. Vâng, đang bị xuống túi bụi rồi. Ui rồi, màu 2. Ui rồi, ôi Maxe. Đông quá. Cả màu 3 vào này. Dâng lờ giữa mõm luôn. Chạy thôi. Né đấy. Và Mạnh Hào tham lai 33. Giữ được thảm. Màu 7 sang đỡ. Chú ý bắn đi kìa. Có hai con thôi à. Vâng, đứng lại bắn luôn. Rồi bạn đang truy sát rất rát và cả sư tử cũng cắn nữa. Ví dụ dần kiểu Maxe. Ôi ôi ôi, vụt nó đi không. Còn Maxe chạy vào giữa nhà của Văn Hưởng với nhà anh Hào đấy nhá. Anh Hào đang rất yếu trận này khi bị hai nhà chém. Đây là máy máy của game thủ Văn Hưởng. Đây còn bãi vàng nhà đang chém nốt. Đợi tí. Anh mèo thôi. Anh mèo không đeo tai nghe. Rồi cần phải cố gắng chém trong tuần này khi mà 4 cũng sẽ khỏe. Game thủ Kamachi lớp đến phía đối phương. Anh nào đã để ý rồi và đang sửa. Đây là máy máy của game thủ Thành Lắc. Tham lai là 57 trên 68. Và đang đứng để bắt quần của đối phương. Màu 1 cũng rất khỏe. Bởi vì quần lỗi đến từ game thủ. Đó chỉ là game thủ Sasuke. Màu 4 bên phía đối phương. Kìa bắt chém màu 3 kìa. Đồng chém thế rồi. Cho Son rồi. Bình tĩnh thôi. Và màu 1 cũng đang khỏe nhá. Phải đâm y đấy Chip Boy ơi. Và đây là máy của game thủ Hello Chip Boy. Tham lai là 48 trên 76. Và Mạnh Hào cõng rắn về cắn gà nhà. Đưa thẳng vào nhà Chip Boy. Và lùi lại để vẩy e.
và ham chém của chị Boy năm xịt rồi. Và chị Boy đang để cho bầu bột lộng hành trong trận thiếu này. Đối thủ rất nhiều phủ đến từ chị Boy, nhưng bầu bột đang chơi toàn sóng đơn. Giờ em phủ cả sóng đơn của đối phương luôn. Bầu hai chém đông như giỏi. Mình phết nhờ. Nào có vào đây. Vài con chém rách. Biết đây là gì không? Đây là gọi là lạc đà đấy. Ôi em ơi đừng phủ chém Maxi. Chị Boy này hay tấu hài thật. Sửa bên đi. Bắn đi em ơi, bầu 7. Rồi vậy ấy. Chip Boy và game thủ Thành Lắc cánh này thì đang khỏe. Cánh bên kia thì đang yếu. Máy của người tập cho Son văn hưởng. Thằng này chỉ còn là 6 rồi, chém được bãi vàng của Maxi rồi. Em nhớ là Maxi nó chạy một tơn dân vào giữa nhà em với nhà anh Hào đấy. Quả lại ở nhà giữa hai nhà đi. Và đây nhà màu 3 hở bãi vàng vào chém luôn. Cả bãi vàng màu 3 lấy được bãi vàng màu 2, màu 3 rồi. Quan trọng màu 4 cũng đang rất khỏe trận thiếu này, chưa mất gì. Máy của game thủ Thành Lắc tạm lại đang là 78/108, chủ lực cứng trận này phải phát triển thật khỏe ra, tăng Nga đều lên. Và đã có BC có thể bung nhà chính đến từ Thành Lắc. Bung ra rất nhiều nhà chính và dân vẫn đang sóc điên cuồng. Và lượng chém màu 3 là cũng rất đông. Trong bài đấu mà chỉ đi công là người cầm cho Son nên đời rất muộn trận này. Dường như không bị ai quản lý. Và đây cái điểm yếu duy nhất đến từ game thủ Thành Lắc. Đấy để vạn lý trưởng thành rất dài, có dân xây DE ở BM xong cho làm việc chưa. Vâng, tăng thêm một nhà chính để có thể đào vàng đến từ game thủ Thành Lắc. Rồi màu 3, màu 2 là có vào hết đây. Kích đầu máu chưa? Vâng, chưa có vàng để kích đầu máu. Rồi đợi lát nữa đào vàng kích đầu máu, bắn đi kìa. Rồi màu 2 này, mèo mèo. Bây giờ ai có quân để đi quản ở giữa nhà Hào và nhà của game thủ Văn Hưởng thì bắt được dân hoàng của màu 2. Anh Hào chết quá nhiều dân trận này thì đội bạn chém rát. Vâng, bắt hết được tân chém này của mèo hay không? Giờ đường sau nó đang ốp này, ốp luôn này. Chip Boy sang đây đi. Vâng, đội bạn nó vẩy e để bắt quân của game thủ Thành Lắc. Rất đông. Bóng 4 nó đẩy hai kích quân lên nhà Thành Lắc phải cứu. Vâng, Chip Boy về ngay. Chip Boy đang đẩy lên nhà bóng 1 trong tuần này với tham lai 50 của mình. Vâng, trở lại với màn hình máy của game thủ Thành Lắc để xem anh đỡ nhà. Vâng, tham lai là 78/120. Quá đông quân đến từ đối phương các bạn có thể thấy. Thực sự đông chém. Cho Son và Maxi cộng với đó con cung R trong tay liên thủ Kavachilov, người cầm Asian trong trận thiếu này đang ốp vào nhà người cầm Hitty bên mình. Chú ý giữ dần. Vậy e sát mép bản đồ thì không vậy. Nó đang bị chém cả vào ruộng. Mèo trận này đông chém thế rồi ơi. Cả cho Son chỉ đi công cũng đông luôn. Thêm một cái BE nữa nào. Chú ý giữ quân và giữ dần. Chị Boy về rồi, đen e đen G ra. Vào cứu đi chị Boy. Vâng, các bạn thấy lượng chém đối phương đông đến như thế nào. Còn màu 2 quá đông chém đến từ anh mèo già. Kinh hồn. Và chị Boy đưa quân vào bên trong đi. Để lùi cung R lại. Mặc dù đã là những con cung R mới chỉ là giáp 2 chứ chưa phải là giáp 4 vì chưa có vàng. Bây giờ mới kết được cái giáp 4 này cho game thủ Thành Lắc. Đó là quân rất đau đến từ game thủ bên phía team Thái Bình. Các bạn có thấy khả năng ép quân của đối phương là khỏe đến như thế nào. Anh Ngào trận này yếu quá và tỷ số là 2-1 trong chiến đấu thứ hai. Rồi bạn gỡ được một trận trong chiến đấu này. Càng. Vâng, Mạnh Hào bị hai nhà dâng L vào chém mất người luôn. Và giờ anh cùng chờ đợi đến với trận thi đấu chung kết thứ hai của team Thái Bình ở chiến đấu thứ hai này. Chúng ta để rồi bạn rút ngắn được một trận trong chiến đấu thứ hai.